Nha, mỗi lần đọc kinh hay là đi nơi nào chú chưa từng xịt dầu thơm hay làm gì hết, mà chú chỉ nói những người ấy, tại vì ví dụ như mình là có con heo, mình mang thân con người, bảo đảm nó hôi, chư thiên không có thích mùi hôi, mình nên xịt dầu thơm à, huống hồ chi là nhang trầm. Nhang trầm là chư thiên chư Phật lại khoái. Khi con ngồi thiền á, con ở cái tầng gọi là gần định á, giống như cái công thức chú chỉ trên mạng á, với bữa giờ chỉ nhiều rồi đó, thì có một lúc chư thiên sẽ tới một cái mùi thơm cực kỳ, các cái gì là thơm phức à, cho nên mùi thơm là good. Theo các chư vị nói là hơn phân nửa nước Việt, tất cả tăng ni hơn phân nửa đã quy thiên tâm rồi, họ đã thêm cặp cánh rồi, cọp thêm cánh rồi phải không, nhưng mà chỉ sợ mắc cỡ cho nên cái cánh nó còn xếp vô, tại vì đã biết Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Quan Thế Chí, thì bây giờ biết thêm Thượng Đế và Phật Mẫu là vị tối cao có quyền hành phân xử nhân loại mình, là cha mình, mẹ mình, cha trời mẹ đất, thì họ thêm cặp cánh thì rất là nhiều, nhưng mà còn mắc cỡ từ từ. Còn bên công giáo, những con chiên gọi là ngoan của Chúa đó, đã biết à, hôm nay Chúa Giêsu tái lâm, Chúa cho mình lên lớp mừng quá à, mình vẫn là thờ Thượng Đế nhưng mà mình là được học Phật, tại vì xưa nay mình biết là cái thần hồn chuyển thế, mình biết là có nghiệp quả, mình biết là có ma, có vong hồn. Kinh Tân Ước và Cựu Ước không có nói, thì hôm nay có thiên tâm rất là mừng, thì những đứa con chiên của Chúa cũng đi theo thiên tâm cũng phân nửa, thì đó là gần 50 triệu nếu mà nói về số lượng âm thầm hay không thầm. Nhưng cái quan trọng, cách đây 2-3 tuần các chư Phật, các chư vị ở trên trời mới kêu á, là con cháu của họ Thiên đông rồi, con ra một cái chứng chỉ, cái bằng gọi là cái certificate của Thiên Tâm để trên tường để bắt đầu hàng ngũ, sắp sửa có một cái trận gọi là chết đó nghe, cực kỳ đông, số lượng người đông chết. Bây giờ mình chưa lắm thiết, nãy mình chỉ mới vô là ăn xà lách thôi, còn Mendis chưa có đụng gì tới, Mendis sắp sửa xảy ra là món ăn chính là không biết là bao nhiêu triệu người chết nữa. Thì sẽ thanh lọc, bữa nay theo Mohammed phải không, là họ cũng có cái bằng nghe, bên này con ma, con ma, con quỷ, con quỷ, con thần, con thần, con thánh, con thánh, con tiên, con tiên, con của Thượng Đế là Thiên Tâm, phải có cái bằng treo trên tường để mà lỡ như mình có cái, bình thường mình không có chết đó, mình cũng được các chư vị chiếu cố. Còn nếu mình lỡ có chết đi nữa đó, mình qua bên